phẩm một cách vô trách nhiệm. Chúng ta đang nói về tấm hành chính thì cơ sở xã phường rất quan trọng. Trong quá trình vừa qua, tôi đã xuống một xã ở Đông Anh trong một buổi sáng rất sớm, thì tôi đã hỏi cái người sản xuất đó, là sao tôi quay hỏi anh ở xã đấy, lãnh đạo xã, thì anh ở xã biết rất rõ những hộ này sản xuất như thế nào, quy trình làm sao, thời gian nào sử dụng các loại thuốc nào, và cái mẫu thuốc đó được lưu giữ thế nào. Cái người lãnh đạo, trưởng thôn, chủ tịch xã biết từng hộ sản xuất, quy trình sản xuất phải sâu sắc như thế, nét truy đến cùng những cái nơi sản xuất thực phẩm nông sản làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, gây ngộ độc cho người dân. Thì không phải người sản xuất trực tiếp thì trách nhiệm rồi, nhưng mà chính quyền cơ sở phải chịu trách nhiệm vấn đề này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo phải phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng hơn nữa trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Yêu cầu năm 2020 phải có chuyển biến thực chất và rõ nét hơn nữa về an toàn thực phẩm. Thủ tướng chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào quản lý an toàn thực phẩm. Cùng với đó là cần tiếp tục hoàn thiện thể chế an toàn thực phẩm, đưa ra các hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn sát với tiêu chuẩn và quy chuẩn của quốc tế. Tại hội nghị này, Thủ tướng cũng đề nghị Ban chỉ đạo liên ngành trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm đề xuất một số địa phương, trong đó có các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ đạo làm thí điểm việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn thực phẩm tiêu dùng trong nước cũng như thực phẩm xuất khẩu. Theo Thủ tướng, bài toán hiện nay là quy hoạch các vùng sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh theo chuỗi làng nghề thực phẩm, chợ đầu mối thực phẩm. Cùng với đó là hoàn thiện để phát triển năng suất hữu cơ để trình Thủ tướng Chính phủ. Trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững an ninh trật tự. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như vậy khi đến kiểm tra công tác của lực lượng cảnh vệ Công an nhân dân vào sáng nay. Thủ tướng nêu rõ, năm nay Đảng, Nhà nước yêu cầu các mặt phải đảm bảo tốt hơn, trong đó có phòng chống tội phạm. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh. Thủ tướng nêu rõ, cảnh vệ là lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối các đối tượng cảnh vệ. Đó là những người có chức danh cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các khu vực mục tiêu trọng yếu, các đoàn khách quốc tế và các sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng và Nhà nước tổ chức. Đề cập đến vụ việc ở Đồng Tâm, Hà Nội vừa qua, Thủ tướng biểu dương sự hy sinh của 3 chiến sĩ công an là tấm gương về xả thân bảo vệ đất nước, bảo vệ an ninh quốc gia và nêu rõ cần xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, vi phạm pháp luật. Bước sang năm 2020, với bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, và đối với Việt Nam là năm có nhiều sự kiện quan trọng tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn. Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, trong đó lực lượng công an nhân dân trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước. Tôi yêu cầu các đồng chí xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đối tượng cảnh vệ, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia. Đồng thời với việc đó, các đồng chí phối hợp chặt chẽ các lực lượng trong ngành, nhất là công an địa phương, chủ động nắm chắc tình hình, nhất là tình hình liên quan đến công tác cảnh vệ, để kịp thời tham mưu cho Bộ Công an các chủ trương, các giải pháp về công tác cảnh vệ, tranh thủ sự giúp đỡ ủng hộ của nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác cảnh vệ. Trước mắt, các đồng chí phải tiếp tục bảo vệ tuyệt đối an toàn các đối tác cổ truyền, kinh tế, đặc biệt có kế hoạch bảo vệ các sự kiện trong năm 20, các hội nghị ASEAN 20, đại hội đảng và các cấp, v.v. Thủ tướng cũng chỉ đạo lực lượng cảnh vệ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an có các chủ trương, giải pháp về công tác cảnh vệ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các cấp, các ngành, công an các đơn vị, địa phương, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác cảnh vệ. Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Trong không khí đón mừng xuân mới, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực và nhiệt huyết mới, Thủ tướng tin tưởng và mong muốn cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân nói chung và cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của Bác Hồ: muốn bảo vệ thì người bảo vệ phải biết đánh địch, phải biết võ giỏi, phải khỏe, phải bắn súng giỏi. Muốn bảo vệ tốt, phải có kỹ thuật, phải giữ được bí mật và phải có thái độ tốt với đồng bào. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm trung tâm chỉ huy của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Tin chúng tôi mới nhận, chiều nay tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cùng lãnh đạo các bộ ngành làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hà Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội. Trước thực tế các bệnh viện trung ương đang triển khai xây dựng tại Hà Nam bị chậm tiến độ, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế và các bộ ngành chức năng phối hợp để hoàn thành chậm nhất vào quý tư năm nay. Tin của phóng viên Vũ Dũng. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả toàn diện của Hà Nam trong thời gian qua, trong đó thu hút đầu tư của tỉnh khá mạnh mẽ với gần 1.000 dự án đầu tư đang có hiệu lực. Phát triển mạnh mẽ giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao. Các thiết chế cho công nhân được đẩy mạnh triển khai, công tác an sinh xã hội được quan tâm. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, Hà Nam vẫn chưa phát huy hết lợi thế của tỉnh. Bên cạnh đó, hiện vẫn chưa cân đối được ngân sách nhà nước. Số lượng doanh nghiệp khó đạt mục tiêu 11.000 trong năm nay. Lĩnh vực dịch vụ chuyển biến chưa rõ nét. Trong đó, dịch vụ y tế do tiến độ các bệnh viện trung ương đang triển khai bị chậm. Tốc độ đô thị hóa chỉ bằng mức bình quân chung của cả nước là chưa tương xứng so với lợi thế là tỉnh ở vùng thủ đô. Nêu những tồn tại đó, Thủ tướng cho rằng nếu Hà Nam không có những sáng tạo đổi mới mạnh mẽ hơn, tận dụng lợi thế tốt hơn thì tỉnh sẽ khó phát triển mạnh mẽ. Trước mắt, Thủ tướng yêu cầu tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ, đặc biệt là phấn đấu để năm 2020 tự cân đối được ngân sách. Thủ tướng cho rằng Hà Nam phải là nơi phát triển mạnh nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao. Năm 2020, tỉnh phải trở thành tỉnh nông thôn mới. Một lĩnh vực nữa phải được quan tâm đó là phát triển mạnh công nghệ phụ trợ, phát triển các dịch vụ logistics. Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhất cho 3 cán bộ chiến sĩ công an đã hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội hôm 9 tháng 1 vừa qua. Tin chi tiết cho biết. Danh sách 3 chiến sĩ công an được truy tặng huân chương chiến công hạng nhất gồm Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Trung úy Dương Đức Hoàng Quân, cán bộ tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Thượng úy Phạm Công Huy, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Công an. Cả 3 chiến sĩ công an đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trước đó, theo thông tin từ Bộ Công an, từ ngày 31 tháng 12 năm 2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, thành phố Hà Nội theo kế hoạch. Trong quá trình xây dựng, vào sáng ngày 9 tháng 1, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng, tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, một người chống đối tử vong. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều quả lựu đạn, dao phóng và bom xăng chưa sử dụng.